Ánh Cua xin chào các bạn nha. Bây giờ Ánh Cua đi ăn tối và sẽ giới thiệu đến các bạn một món ăn rất là đặc biệt ở tại Nhật Bản. Mình đang trên taxi từ khách sạn đến nhà hàng, thì khách sạn Intercontinental thì tới nhà hàng tầm khoảng 15 phút đi bộ. Định là đi bộ đó, nhưng mà tại vì tối nay trời mưa cho nên là thôi đi taxi luôn cho tiện. Ở ngoài là trời đang mưa. Đường đi tới nhà hàng có mấy cái đường này nó hơi nhỏ ha, cái này giống như đi bộ vậy em hả? Vừa đi xe được ạ. À? Nếu như mà thực ra thì đường nếu như đủ to để đi xe được. Ai, sao chưa ra để Ariato dây mơ xe. Rồi, tới rồi. Các bạn ơi, Ánh Cua đã tới nhà hàng rồi nha. Bữa tối ngày hôm nay là mình sẽ ăn ở đây. Món mình ăn ngày hôm nay đó là cá nóc, một loại cá mà ở Việt Nam mọi người nghe tên thôi cũng đã sợ, tại vì kịch độc rất là cao. Việt Nam mình hay còn gọi là cá nóc mít, nhưng mà ở bên đây thì họ ăn con cá này rất là bình thường, do là kỹ thuật cũng như là đầu bếp ở đây để sơ chế con cá này là phải có chứng chỉ nè, hoặc là có giấy chứng nhận cho phép riêng về con cá này thì mới được mổ xẻ sơ chế. Thì nhà hàng ở đây rất là nổi tiếng nha. Bây giờ mời các bạn cùng theo chân Ánh Cua vào bên trong để xem là cá nóc mít sẽ chế biến những món gì nha, và cái thịt của nó ra sao. Ở đây là có những con cá nóc mít đang bơi luôn nè. Khi mà đang bơi á là mấy em cá nóc là sẽ không có phình to cái bụng ra các bạn, chỉ có khi là mình vớt lên rồi kiểu như là tự vệ á, bản năng á, thì nó sẽ phùng mang lên rồi nó sẽ có gai ở dưới bụng. Ê, dễ thương nè, nhiều ha, trong bể này nhiều ha. Nhưng mà do cái kính mờ á, hình như trong nước là nó có lợn cợn cái gì để nó ăn hay sao á, giống như rong gì á. Ê. Nè. Ôi có đốm bông bông. Đó, đó là gọi là cái bông. À cái này là đốm tròn mà. Đây, có một con đang nằm yên. Đây đây đây. Ơi có đây, nó đang thè lưỡi ra kìa. Đây là một phần cá nóc đã sashimi rồi nha các bạn. Những lát rất là mỏng và thịt con cá nóc thì Ánh Cua thấy là nó trắng trong suốt luôn. Đây. Đó, thì mình đã đặt nguyên một combo cá nóc thì chế biến 3-4 món lận. Cái này là sashimi, còn trong cái chén này là da cá nóc đúng không em? Da cá nóc và đây cũng nhiều nè, nhìn nó giống như là rau câu vậy các bạn, cũng trong suốt luôn. Rồi một cái lẩu, nhưng mà lẩu này thì chưa có thịt cá. Ấy em đang vớt cái gì vậy? Dạ em vớt cái này ra, người ta kêu là khi mà đun sôi lên thì vớt cái này ra. Cái đó là cái lá gì? Cái tạo biển, cái tạo biển của nó để làm ngọt nước. Rồi mời Ngân nha. Ồ dạ. Ngân không mang được đồ sống. Xin lỗi mọi người. Nhưng mà chỉ là một lát em mang được lẩu. Lẩu với lại đồ chiên. Dạ thì em ăn được. Rồi bây giờ mình thử trước cái da của cá nóc. Thì trước khi mình ăn thì mình sẽ giới thiệu sơ sơ về món cá nóc ở tại Nhật Bản nha các bạn. Nhưng mà để nói trước ở Việt Nam nha. Ở Việt Nam thì cá nóc là rất là độc, mọi người nghe là cũng đã sợ rồi, tại vì cũng có nhiều trường hợp là ăn cá nóc bị trúng độc á thì phải nhập viện luôn. Nhưng mà tại vì do là không biết cách sơ chế, cũng như là trên thế giới là để sơ chế con cá này mà để mở nhà hàng giống như vậy á, là đầu bếp ở đây là phải có
chứng chỉ, phải có bằng cấp riêng về mổ xẻ con cá nóc này, chỉ riêng con cá nóc này mà phải là một cái bằng riêng cho nó luôn á thì mới được mổ xẻ và chế biến. Và nếu mà nhà hàng này mà chuyên về cá nóc đó, thì tất cả các đầu bếp yêu cầu là phải đều có hết. Hiện tại quán này có rất nhiều chi nhánh, như mọi người có thể ở trên Ginza phố nhà giàu ở trên Shinjuku hoặc ở ngay ở ga Asakusa, nếu như mọi người muốn thử thì có thể đến, nhưng mà nhớ đặt bàn trước nha. Ở đây là đặt bàn trước các bạn, hồi nãy là mình bước vô là các bàn là cũng khá là đông khách, và do là sự riêng tư cho nên là mình không có quay không gian quán. Đây bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Cái loại cá nóc này là cá nóc có nhiều loại đúng không em, nhưng mà cái loại này là cá nóc hổ không? Dạ cá nóc hổ. Hiện tại thì về loại cá nóc thì có ba loại cá, nhưng mà cái loại cá mà được ưa chuộng cũng như là ăn được nhiều nhất ở trên Nhật Bản đó chính là Kura, được gọi là cá nóc hổ, tại vì cái da của nó giống như da hổ, nó sần sần lên như một con hổ vậy. Đây mời cả nhà nha. Lần đầu tiên mà anh Cua ăn cá nóc ở tại Nhật Bản, hồi lúc lần đầu mình qua là mình cũng đã biết rồi nhưng mà chưa có dịp để ăn. Ở Việt Nam thì chị cũng đã ăn cá nóc rồi. À dạ. Ở Việt Nam mình có cá nóc phải chị em mới có biết. Có tới mấy chục loài cá nóc lợn. À dạ. Cá nóc nước ngọt nè, rồi nước lợ, rồi ở biển cũng có luôn. À. Nhưng mà ăn một lần mà duy nhất. Hơi mà nó không đáng sống nha mọi người. Vậy là cái này là vừa mới mổ nè. Cái này là một phần lẩu nha. Mình cảm thấy là phần lẩu hấp dẫn á, nhưng mà có phần da, đúng phần da nữa nè em, dành như thế là nó cố tình nó để về để cho nó vừa kiểu như nó vừa hòa hợp cái sự béo của da và sự nạc của thịt. Nhưng mà nhiều người kêu thì ăn cá nóc nó như thịt dài. Nhưng mà một điều á là cá nóc mà thường á là chị đọc á là biết á là chất độc trong cá nóc là nó sẽ tập trung vào da và gan. Dạ, tập trung chủ yếu là vào gan, còn da thì nếu như mà người ta biết lọc thì người ta sẽ cố gắng lọc hết sức có thể để người ta có thể lọc ra khỏi cái phần gan nó đi, có nghĩa là sẽ không chọc vào cái phần gan của nó. Là có nghĩa là cái phần da này là an toàn đúng không? Dạ an toàn, ăn được. Tại vì bình thường là mình thấy là cá nóc là phải kiểu là phải không có da. À dạ đúng rồi, nhưng mà cá nóc hổ thì thông thường thì kiểu có một tí da thì cũng không sao hết. Rồi vậy là yên tâm đúng không? Dạ yên tâm, nhưng mà mình sẽ dùng bằng một đôi đũa khác. À đây, đũa này là để mình gắp bỏ vô lẩu phải không? Bây giờ mình trong thời gian mình ăn mấy món kia thì mình bỏ vô lẩu để mình chờ đợi nó chín ha. Này là có cả phần xương nữa nè. Trời ơi nó còn sống. Nè cái phần này là cái mang của nó nè, cái đầu đã lột da luôn. Mình bỏ hết vô trong này ha. Ở trong phần lớp da là có một màng mỡ nè. Da nó trắng nè. Nói chung là mình ăn trộn mẹ nguyên con cá luôn đó. Rồi để ở đây đi. Để một lát tính sổ. Dạ rồi, chị dù không hiểu tiếng Nhật nhưng mà chị đó ra nói là mình biết là kêu để vô lưng đi. Cái này thì mọi người kêu là bánh chanh đi. Rồi, em thưởng thức đi nha. Bây giờ chị sẽ review, giới thiệu đến mọi người từng món một. Đây, phần da. Nhưng mà cái này là hành, ai ăn hành nhiều thì sẽ trộn lên hết nha. Ở trong là có cả cái gì đỏ đỏ ta? Cái đó là giống như là cà rốt đào ấy. À, giống như là không cay hay tính đâu là ớt. Đây, mời cả nhà nha. Nó dai lắm. Nè, cái bề dày của cái da cá nè.
Giống như là cái nó dai mà nó kiểu nó cứng cứng á. Cái nước này là nước tương. Nó nước giấm đúng không? Cũng ngon, nhưng mà mình nghe vị nước tương nhiều hơn. Da cá thì chắc nó sẽ không có cái vị ngọt hoặc là vị thơm gì hết trơn. Bây giờ mình ăn cái thử sashimi đi. Ở đây là có một lát chanh, có nghĩa là mình sẽ sử dụng luôn, mình sẽ quắt đó. Thôi chanh này ít nước quá, một phần cái chanh này hơi nhỏ. Ở đây là thường là mình thấy là có trang trí một chút xíu hành lá nè, rồi cả da cá nằm trên đây luôn, rồi cải mầm, rồi cà rốt bào và một lá tía tô đó. Bây giờ mình ăn cái sashimi đây, nguyên một cái chén nước giấm. Hai chấm bên nào? Bên này. Hai loại nước này là khác nhau. Dạ đúng rồi, cái này mình chấm. Nhưng mà không có ăn wasabi ha, cái này là chỉ chấm với nước tương thôi. Tại vì kiểu muốn một cái thịt kiểu tương. Đây mời cả nhà nha. Sao thịt nó dai quá vậy? Nó dai không thịt gà luôn. Dây hương thịt gà công nghiệp mà nó giống như là kiểu dây của gà mà gà lên muối á. Nó dây nhiều nhưng mà nó ngọt ngọt, mà chấm vô đây á thì mình thấy nước tương ở đây là có vị hơi chua chua, vừa thịt cá là có ngọt, thịt chấm là mặn mặn chua chua. Những ai mà thích ăn sashimi á thì cá này thì mình nghĩ là sẽ đánh giá cao á. Tuyệt, ngon quá em, ăn thử cái này. Và phần của ngon là ăn thử miếng thôi. Biết đâu bữa nay đi ăn với chị cái em ăn được sashimi luôn. Em không đây vậy. Dễ ăn mà không hề có một chút nào kiểu tanh luôn á, nó không có một cái mùi giống như là mấy cái mùi đặc biệt của một loại cá nào đó. Tại bình thường á mình ăn sashimi cá Nhật mình ăn á, thì nó rất là mềm và nó gần như là những phần mà có tỏi nhiều á là nó tan trong miệng luôn, còn cái này là mình phải nhai nhiều, nó dai nhưng mà ngon. Ăn nửa dĩa rồi. Nè da cá nè, hồi nãy là cũng từ cái phần trong cái chén này. Ăn thêm miếng nữa nha. Giờ tự nhiên mình thấy hơi thích thích rồi đó. Mình ăn luôn hai miếng cùng lúc. Đây. Ngon quá anh luôn. Ngon quá nha. Chế ngon là được. Nhưng mà anh cô nói rồi á, ai mà thích ăn sashimi thì nên ăn thử cá nóc khi tới Nhật Bản nha. Nó cái vị nó không giống như những sashimi cá khác. Nó hoàn toàn đối lập luôn á. Rồi bây giờ mình ăn cái này lẩu nè, này món nào chín rồi? Cá này chín chưa? Cá thường là chín rồi. Em ăn
Em ăn trước đi. Wow. Ăn trước đi. Rồi 5 phút sau chị ăn. Tự nhiên chị nói xong em tự nhiên sụp nghe luôn á. Rồi bây giờ là nên ăn trước phần da cá nha. Con bé ấy thật dễ thương. Nếu như mà miêu tả thì cái da ăn như thật vậy. Nó không có một cái miếng cái nhất định nhưng mà ăn như thật vậy. Rất là dai. Đó là kiểu đó. Có nghe cái độ dai không phải dai nhất là nhanh mà dai giống như là dai vừa. Tại vì nó nhúng lẩu á thì nó sẽ độ dai nó không có bằng như là mình ăn sống. Đây, bây giờ anh cô ăn thử cái da. Em thấy sao, ok đúng không? Dạ ok. Cũng chấm với cái chén trong chén lớn nữa, ngập luôn. Trời ơi, chén nó bự nè. Này cái tô với cái chén gì mà cả nhà nha. Dạ nó béo béo á. Nó dai dai mà nó mềm rồi. Mà nó béo béo. Còn cái da này hồi nãy mình ăn thì nó giòn giòn nhưng mà nó không có béo. Thì cái phần da này là không có mỡ luôn. Cái lóc sao mà không có mỡ luôn, chỉ có da thôi. Giống à đúng rồi. Cái này giống như bị heo vậy đó em. Giống như da heo vậy đó. Nhưng mà da heo thì nó lại nghe mùi nha. Còn cái này không, hoàn toàn là không nghe mùi luôn. Với lại nếu như mấy bạn mà không thích xương nhỏ đâm vào răng thì đừng đâm vào họng thì đừng có lo quá nha, tại vì xương cá nóc thường rất là to nên là kiểu không có bị kiểu hóc xương hay là gì đấy ha. Đây bây giờ anh cô ăn cái má của con cá nóc nè. Này là lấy đúng cái phần gò má bên phải. À, đúng rồi nè, nó đang nằm bên phải nè. Đó còn nửa phần còn lại trong lẩu là phần bên trái. Một lát là mình sẽ tìm ăn luôn cái phần bên trái luôn cho nó đồng đều, là có duyên cả hai bên. À, có duyên cả hai bên. Cái thịt nó mới ngọt nè. Nấu lẩu thì nó ngọt. Ăn đi em. Dạ. Em tự nhiên đi. Đừng mất cỡ nha. Đừng mất cỡ, em không mất cỡ chị. Đây không có ai nam hết trơn cho nên đừng mất cỡ. À đúng trời ơi. Đây cái phần này là thịt xương nè. Xương sống nè. Ôi, lấy luôn cái phần má bên bên trái luôn. Ủa sao nó lại là má bên phải nữa ta? Ủa sao tới hai cái má bên phải? Vậy là mình ăn hai con hả? Cái này thì cũng hơi khó nói. Hoặc là kiểu cái mặt của nó kiểu hơi khó. Cái, tại vì cái mặt giống kiểu mặt quỷ đúng không? Mặt quỷ á, nên là không có bên phải bên trái em nghĩ vậy. Ôi, khoan nha, để đi tìm cái má. Hình như là vậy là cái con cá này mình ăn là nhà hàng không phải chọn đúng nguyên một con. Nó có thể là lộn xộn. Nhưng mà nó vẫn đủ cái đầu, phần bình đó, và da. Nè, cái này là hai phần má đều bên phải hết. Cho nên là thường là ăn là em sẽ không để ý phải không? Dạ đúng rồi, thường em không để ý về cái chuyện da luôn. Má chả có phải đâu. Nè, mình ăn mà mình soi quá trời luôn. Đây phần má cá. Còn má bên này thì nó hơi hớp nè, con cá này hơi hớp nè. Thịt ngọt á. Nhưng mà nó vẫn còn độ dai á. Mình ăn luôn cái phần thịt đi. Đây. Tính ra cá này thịt ít ha. Dạ. Đâu có nhiều đâu. Cắt nguyên một khúc xương mà có một tí xíu thịt đó. Thường là mọi người thấy là cá này là đắt rồi, ăn như lấy hương lấy hoa. Nguyên cái combo lẩu sashimi rồi món chiên rồi da cá thì cái combo này là 7.000 yên đó các bạn. Thêm thuế nữa là 7.700 nha mọi người.
làm như là gần 8.000. 8.000 thì tính ra tiền Việt Nam là bao nhiêu? Có 1.500.000. Có khoảng 1.000.000. Nếu mà 1.500.000 mà mình ăn 3 người ở tại nhà hàng Tokyo thì cũng được gọi là rẻ. Nhưng mà tất nhiên rằng là cái đó là người ta chỉ cần xác nhận là khi mà mình đặt bàn thì mình chọn combo nào. Tất nhiên là nếu như mọi người muốn ăn thêm hoặc là muốn gọi thêm thì vẫn có thể gọi thêm được nha. Thì cái giá nó sẽ hơi khác hơn một tí, có nghĩa người ta sẽ thêm tiền vào thôi. Đây mà cả nhà. Xương. Ừ, xương nó bự nè. Bự nhưng mà nó không có nhỏ. Nó không có đâm vào núi rồi. Nhưng mà cái phần thịt ở dưới mình của nó lại mềm hơn. Phần thịt trên đầu thì nó dai. Cái này ngon quá anh. Nên là người ta thường hay kêu đây là mỹ vị nhân gian á mọi người. Vậy hả? Trời, đúng là mỹ vị nhân gian. Mọi người qua bên này ăn cái xong cái nước của không thấy bình thường mà ta sao mà anh Phu nói gian dữ vậy nha. Tại vì lần đầu tiên mình ăn nó mình cảm thấy nó lạ, mà thường những cái gì mà lạ thì nó sẽ kiểu ngon lần đầu đúng không? Tất nhiên cái này là quan điểm của mỗi người thôi nha mọi người, chứ không phải cái này thì sẽ tùy theo mọi người trải nghiệm ha. Theo nếu như mà cơ bản thì theo mình thì nó cũng rất là ngon đó, nhưng mà sẽ nhiều người thì sẽ kêu nó cũng bình thường, nhưng như thế kia tao đã thử nhiều cái nhiều hơn rồi thì mọi người có thể xem xét ha. Sẽ nặng lên. Rồi này chấm với cái gì em? Dạ. Này chấm với gì đây? Cái này thường là bắp chanh thôi mà ăn rồi. À vậy hả? Đây phần thịt cá phi lê, cá nóc lăn bột chiên. Trời, tính ra cũng chế biến ra được nhiều món ha. Mời cả nhà nha. Lại ra một vị khác nữa em ạ. Đúng rồi, nó sẽ ra những cái món khác nhau thì nó sẽ ra khi mà ăn sống thì nó sẽ một vị khác, ăn lại bằng cái. Món nào cũng ngon. Món sashimi thì là độc nhất vô nhị á. À, đây là rượu sake vây cá nóc nha các bạn. Nhưng mà cái phần vây này là phần đuôi đúng không em? Chứ không phải là vây trên và vây hai bên. Nhưng mà phải đúng là vây ở đuôi nha. Đây, hồi nãy là nóng quá, bây giờ là còn ấm ấm nè. Ôi, giống như là rượu mà bỏ một cát khô vô vậy á. Cái mùi vậy á. Đúng không? Trời ơi, tê lưỡi luôn. Dạ đúng. Nhưng mà giống như là đúng rồi đó, đúng là y như cái vị mà cắt khô rồi đem đi nướng, nướng mà cho nó khét á, xong rồi cho vô xong rồi cho vô mà rượu nóng nữa. Chỉ có ở đây thôi á, chỉ có ở đây thôi. Những giống như nhà hàng mà bán cá nóc là mới có cái rượu này. Tính ra cũng hơi độc lạ nha. Đây là cách những ai mà không ăn sashimi được thì là nhúng vô lẩu. Cũng ngon nha mọi người, nó dai dai. Nhưng mà nó phiên bản chính thôi. Đây, phần này là nhìn kỹ là cái phần cá đã phi lê rồi đó các bạn. Nhưng mà nó còn giật giật luôn kìa. Kìa kìa, nó giật giật luôn kìa Ngân. Đúng rồi, nó kiểu đó là chứng tỏ là còn tươi. Rất là tươi á. Có vẻ là combo đó mọi người chưa có no, cho nên là anh cua gọi thêm một phần là nướng nữa các bạn. Ăn cho đủ bộ luôn. Nè, hồi nãy cái phần này là nó còn cái miếng cá này nó còn giật luôn. Đưa lên dĩ.
cho hết giật giật. Do là nhiều chuyện cho nên là hét luôn các bạn ơi. Nhưng mà quán ở đây là chỉ phục vụ một món là cá nóc và chế biến nhiều kiểu nha các bạn. Còn bây giờ vô trong này mà muốn ăn thịt hay là ăn món khác là không có nha. Đó, chỉ cá nóc thôi. Rồi rồi, khét nữa rồi. Ôi ơi, tôi thấy cái lửa này nó yếu nhưng mà nó không có yếu đâu, nó kiểu mạnh ngầm á em. Mạnh ngầm á, kiểu như là tâm ngầm thôi. Ờ, nóng lắm đó. Ướp rồi, nó nè, cái nước sốt ở trong này nè. Có ướp một tí ớt bột nữa. Mà nó không cay nha mọi người. Nên đừng quá lâu lắm. Nó thơm. Ngon, cá nướng ngon. Cái này em nghĩ là ăn được rồi. Này là cái tái là được rồi nè. Đây nha mọi người, phần này chút xíu nữa. Khói mù mịt luôn. Mịt mù, sương mù. Có vẻ là nó hơi héo héo vậy là ăn được rồi nè, là ngon rồi nè. Đúng không? Dạ đúng rồi. Mà cả nhà, này là phần đuôi. Dai dai. Nó dai mà nó thơm lắm. Vậy là xong. Bây giờ còn một món tráng miệng nữa. Cơm tráng miệng. Cơm mà ăn cơm đó hả? Dạ có cơm chan hết. Món đó chưa ra thôi. Ok. Rồi món tráng miệng là cá nóc nữa hả? Dạ không. Tráng miệng là một cái dạng bánh sốt nhập kem nha mọi người. Chứ không phải là tráng miệng là cá nóc nữa thì chắc ngất thiệt. Tính câu là khai vị là rượu đuôi cá nóc. Rồi các món đều là cá nóc và tráng miệng cá nóc nữa. Nhưng mà ánh cua thấy cái rượu cá nóc này thì mình uống để mình thưởng thức và cho biết cái hương vị nó như thế nào. Tại vì cái rượu này là chỉ kết hợp với những món cá nóc thôi. Còn bình thường ở những nhà hàng khác bán những món khác là sẽ không có cái loại rượu này đâu. Thì cái rượu này chỉ phù hợp khi mình ăn với cá nóc thì nó sẽ hòa quyện hơn, nó cùng cái hương vị á, nhưng mà cũng không phải cùng nữa, nó lạ lắm. Nó là cá khô nướng cháy, cái này rồi hơi kén người. Đúng rồi, kén người uống á. Cái này hơi kén người uống, chứ là nếu như mà người ta thực sự uống được thì người ta sẽ uống được rất là ok luôn. Còn nếu như mà những người mà mới thử lần bằng mà cảm biết hơi dè chừng á thì chắc chắn là sẽ gì là cảm thấy hơi dè chừng đó. Hơi dè chừng. Rồi đánh ra là quậy lên. Chỉ có hai trứng thôi. Ba người có hai trứng. Ba người có hai trứng nhưng mà đổ ra thì nó cũng bị ba trứng thì nó hơi bị khóe. Giống kiểu ai ăn ai nhịn, nhưng mà mọi người đừng lo. Tại vì nó sẽ được đánh ra nên là ai cũng được ăn hết. Thôi vậy đó. Chưa chịu. Cái trứng này là trứng gà nhưng mà lòng trắng là nhiều hơn nha. Dạ đúng. Lòng mà đỏ nó ít. Có hành nữa. Cái này là đem đi chiên được nè. À, chiên trứng. Thêm miếng thịt bằm vô làm trứng thịt. Làm trứng thịt bằm. Thêm mắm. Thêm mắm là mắm chưng. Là mắm chưng. Chắc cũng sẽ có nhiều khán giả thắc mắc là tại sao mà cái nồi lẩu dùng bằng giấy. Thì cái giấy này á là ở phía dưới là nó có một cái miếng inox á, giữ nhiệt á, thì là miếng giấy này để đặt ở giữa giữa cái lò và cái miếng inox đó, cho nên là nó nóng theo luôn và nó sẽ không có thấm nước nha. Cho nên là nó được coi giống như là cái nồi vậy đó, nhưng mà rất là tiện lợi, mình không cần phải rửa nồi. ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、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 
xong rồi đây có phần trứng còn hơi sống nè. Thì thông thường thì cháo của tụi Nhật thì tụi nó sẽ ăn trứng còn hơi lòng 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 lòng, với tụi nó không phải là ăn trứng kiểu đặc bánh chín giống như Việt Nam mình. Nhưng mà tất nhiên là nếu như mà ai sợ thì tự ý bật lửa cho nó chín thành tụi cũng được. Không, vậy là chị thấy ok rồi đó, vậy nó mới thơm. Rồi mời đến nhà nha. Rất là êm nha. Giống như là kết thúc một mọi thứ bằng cơm với một cọng cá rồi, nó rất là êm thẳng. Em vừa ăn đó. Đây, em lấy miếng rồi. Đây nha mọi người. Ủa rắc vô vậy hả? Dạ. Và mình cho nó dọn đều. Vậy nó cũng có màu sắc, tí màu sắc. Có đông biển vô nó khác liền. Kiểu mình nó sẽ hơi hơi khác. Nó không mùi đông biển nữa. Rồi kêu mấy bạn lên tráng miệng luôn đi. Lên tráng miệng luôn rồi. Nhân quá vậy. Mày giờ ngồi đây nói nữa là clip một tiếng. Cái này là bánh sốt nha mọi người. Ở trong thì nó ở dưới này thì nó sẽ có một cái lớp đầu nhỏ, ở trên này thì nó sẽ có kem. Thì khi mà mình ăn nó thì mình sẽ ăn kiểu kẹp vào, giống như là bánh nó nguyên như kem thì sau đó mình ăn hết. Hình dạng này là chị nhớ tới cái bánh rán của Doraemon. Dạ đúng rồi. Giống như thật à. Doraemon rất là thích ăn bánh rán. Nghe thích. Bỏ bánh ra ngoài thơm ha. Ở lớp ở dưới là đậu đỏ nhưng mà còn nguyên hạt luôn nè. Kem thì đang lạnh. Rồi mời cả nhà ăn tráng miệng nha. Trong combo này là món này là sẽ món cuối cùng. Nó sẽ nhìn như thế này nha mọi người. Thơm á. Thơm á. Trong một số bánh sốt đậu đỏ. Kem nè, hình như sô-cô-la. Mùi kem trà. Ăn tráng miệng là kem lạnh nhưng mà uống với trà nóng các bạn. Nò ôi. Nhưng mà đang ăn lạnh mà uống nước nóng vô cảm giác như là đục cây răng. Đậu đỏ nhiều á. Ở bên đây á, những món ngọt á nó có đậu đỏ nhiều. Bây giờ ăn xong rồi sẽ đi dạo buổi tối ở vòng vòng đây nha các bạn. Rồi một lát là đón taxi về luôn. Sau cơn mưa đường ướt. Ủa ra đường lớn luôn hả? Đường này là đường gì em? Tên là ga Akasaka. Akasaka. Cho tôi một chiếc taxi ở Akasaka. À qua đường hả? Đèn xanh qua đi. Thôi mình đi bộ về khách sạn cũng được. Chị muốn đi bộ không? Anh cô đã về khách sạn rồi. Bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi và sáng mai tiếp tục khám phá Tokyo nha. Nhưng mà ngày mai thì em Ngân bận, cho nên là ngày mai em Ngân sẽ không hướng dẫn cho anh cô nữa, mà thay một bạn hướng dẫn viên khác cũng là người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật luôn các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của anh cua nha. Còn bây giờ thì anh cua xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.